Mệnh đề là gì? Mệnh đề tiếng Anh là clause. 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 Mệnh đề là một thành phần chủ chốt của câu. Nó là một nhóm từ. Như vậy chỗ này nó giống với một định nghĩa của cụm từ đúng không ạ? Cũng là một nhóm từ. Trong đó có một chủ từ, subject, và một động từ, verb. Như vậy điểm khác giữa mệnh đề và cụm từ ở đây rất hiển nhiên rồi. Cụm từ là một nhóm gồm có hai từ trở lên nhưng mà trong đó không có một chủ từ và một động từ. Còn mệnh đề là có một chủ từ và một động từ. Một mệnh đề có thể là một câu hoàn chỉnh. Trong trường hợp này, sau này chúng ta sẽ biết nó gọi là câu đơn. Thì gọi là mệnh đề độc lập, independent clause. Hay còn gọi là mệnh đề chính, main clause. Thì như vậy, nó có thể là một câu hoàn chỉnh và được gọi là mệnh đề độc lập hoặc là mệnh đề chính. Cũng có thể chỉ là một phần của câu, nhưng mà không thể đứng độc lập với ý nghĩa đầy đủ. Và trong trường hợp này thì nó gọi là mệnh đề phụ thuộc, dependent clause, hay là mệnh đề phụ, subordinate clause. Như vậy, mệnh đề chính hay mệnh đề độc lập là một nhé. Đó là một cái mệnh đề mà diễn đạt được một cái ý hoàn chỉnh. Và nó có thể là một câu, gọi là câu đơn. Còn cái loại thứ hai là một mệnh đề mà nó không thể nào đứng độc lập được để tạo thành một cái câu hoặc là để mà truyền đạt được một cái ý nghĩa đầy đủ. Thì trong trường hợp này nó gọi là mệnh đề phụ thuộc hoặc là mệnh đề chính, có hai tên gọi. Và mệnh đề thì có thể là mệnh đề chính hoặc là mệnh đề phụ thuộc. Đó. Thì chúng ta có một cái ví dụ là the cat slept because the cat was lazy. The cat slept because the cat was lazy. Con mèo nằm ngủ bởi vì con mèo rất là lười. Đúng không? Như vậy ở trong cái câu này chúng ta rõ ràng là có hai cụm từ mà có cả chủ từ và động từ ở đây. Cụm thứ nhất là the cat slept. Chúng ta có chủ từ là cat, the cat. Và động từ là slept. Như vậy cụm này cũng là một mệnh đề. Cái cụm thứ hai chúng ta cũng có một chủ từ là the cat. Và động từ to be was lazy, was. Như vậy cái cụm thứ hai cũng là một mệnh đề luôn. Thế nhưng mà hai thằng này là hai mệnh đề khác nhau. Nếu như cái cụm đầu tiên the cat slept là một cụm mà chúng ta có thể cho nó đứng độc lập thành một cái ý hoàn chỉnh là con mèo đang ngủ, chúng ta có thể để dấu chấm câu ở đây, tạo thành một cái câu đơn ở đây, thì cái mệnh đề thứ hai lại không thể làm như vậy. Because the cat was lazy, không thể đứng một mình được. Không thể đứng một mình được. Bởi vậy cho nên trong cái câu này thì chúng ta có the cat slept là một main clause, là một mệnh đề chính và nó chính là một câu đơn giản. Trong khi đó because the cat was lazy là một subordinate clause, là một mệnh đề phụ. Và mệnh đề phụ này đóng vai trò cung cấp thêm thông tin. Đó. Con mèo ngủ bởi vì con mèo lười. Như vậy bởi vì con mèo lười là một mệnh đề phụ thuộc để bổ nghĩa thêm cho cái ý ở trong câu này, cho mệnh đề chính là con mèo ngủ. Con mèo ngủ, vì sao con mèo ngủ? Bởi vì con mèo lười. Ok, như vậy chúng ta có câu này, the cat slept because the cat was lazy. Và chúng ta có mệnh đề chính hay là mệnh đề độc lập, the cat slept. Và mệnh đề phụ hay là mệnh đề phụ thuộc, because the cat was lazy. Mệnh đề chính hay mệnh đề độc lập, như tôi nói ở phía trên, diễn tả một ý nghĩa hoàn chỉnh và do đó nó có thể là một câu. Trong trường này chúng ta gọi là câu đơn. Ở phần phía sau của bài học này, chúng ta sẽ học về các loại câu và các bạn sẽ hiểu hơn về câu đơn và các loại câu khác. Trong khi đó, mệnh đề phụ hay mệnh đề phụ thuộc không thể đứng một mình và có nghĩa. Như vậy, ông mệnh đề phụ thuộc là ông phải sống bám vào cái ông mệnh đề chính rồi, đúng không ạ? Phụ thuộc mà, thân phận phụ thuộc, không thể nào mà độc lập được, phải bám vào cái ông chính. Như vậy, đó là mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc do vậy đóng vai trò là cung cấp thêm thông tin hoặc là giải thích thêm về việc, một cái việc gì đó mà đã được mệnh đề chính đề cập đến, đã diễn ra khi nào, về mặt thời gian, diễn ra ở đâu, về mặt không gian, hoặc là diễn ra theo cách như thế nào, về mặt cách thức, đúng không ạ? Thì bởi vậy cho nên là mệnh đề phụ ấy thường là đóng vai trò trạng ngữ, đóng vai trò như là trạng ngữ.
hoặc là tính ngữ, tính từ. Mệnh đề phụ thường có các đại từ quan hệ, thường bắt đầu bởi các đại từ quan hệ như là which hoặc là that, hoặc là bắt đầu bởi các liên từ phụ thuộc như là tiếng Anh gọi là subordinators, như là because, although. Ví dụ chúng ta có cái câu lúc nãy đúng không ạ? Chúng ta có câu the cat slept because the cat was lazy, thì nó có cái liên từ because này. Và chúng ta biết khi sau cái liên từ because này là một mệnh đề. Rồi cả cái cụm đó, từ cái liên từ đó cho đến hết cái mệnh đề phía sau gọi là mệnh đề phụ thuộc. Hay là ví dụ này chúng ta có the cat went outside although it was raining. Con mèo đã đi ra ngoài, con mèo chạy ra ngoài mặc dù trời đang mưa. Thì chúng ta thấy mệnh đề chính ở đây là con mèo đi ra ngoài. Chỗ này chúng ta có thể chấm câu ở đây, kết thúc câu ở đây. Nó diễn đạt một cái ý nghĩa hoàn chỉnh là con mèo đi ra ngoài. The cat went outside. Và cái mệnh đề thứ hai mở đầu bằng một cái liên từ although, tức là mặc dù. Although it was raining, mặc dù trời đang mưa. Thì như rõ ràng cái này là cung cấp thêm bối cảnh cho cái hành động, cho cái sự việc mà con mèo đi ra ngoài. Và nó là một mệnh đề phụ thuộc, a subordinate clause. So sánh lại thì chúng ta thấy là mệnh đề chính với mệnh đề phụ thì so sánh một cách ngắn gọn và tóm tắt thì mệnh đề chính tức là một mệnh đề độc lập và nó diễn đạt một cái suy nghĩ hoàn chỉnh. Trong khi đó một mệnh đề phụ là cái từ phụ, nghĩa là phụ là vai đóng vai phụ hoặc là phụ thuộc, đóng vai phụ thuộc nhằm mục đích là cung cấp thêm thông tin, bổ sung thêm thông tin. Và mệnh đề phụ thì thường bắt đầu bằng một đại từ quan hệ như là who, which, that hoặc là một phân từ hiện tại, là tức là dạng động từ ở dạng verb ing, hoặc là liên từ when, where, while, because, other. Và nó có thể cách mệnh đề chính bằng dấu phẩy. Có trường hợp thì có dấu phẩy, có trường hợp không có dấu phẩy. Và sau này chúng ta sẽ học kỹ hơn, chúng ta sẽ biết là lúc nào có dấu phẩy và lúc nào không có dấu phẩy. Ok? Thì như vậy, đó là những cái nội dung mà chúng ta trước mắt cần phải học và cần phải nắm về các loại mệnh đề, về mệnh đề ở trong câu, trong tiếng Anh. Ở các bài tiếp theo, chúng ta sẽ học về những cái loại mệnh đề chính, chẳng hạn như là mệnh đề quan hệ, là một cái mệnh đề quan trọng. Mệnh đề rất là, đóng vai trò rất là quan trọng ở trong tiếng Anh, thì chúng ta sẽ học ở buổi sau. Còn hôm nay, trong cái phạm vi của cái buổi đầu tiên mà chúng ta học về mệnh đề, thì tôi muốn để cho các bạn dừng lại ở đây. Chúng ta nắm được các khái niệm cơ bản nhất của mệnh đề và hiểu được bản chất mệnh đề là gì so với cụm từ, mệnh đề chính, mệnh đề phụ như thế nào. Thì đó là những cái nội dung mà các bạn cần phải nắm sau cái buổi này. Chúng ta sẽ dừng cái phần lý thuyết về mệnh đề ở đây, ở tại cái buổi này ở đây.